ý nghĩa của chị Hồng phát triển hormone môn chính là nó đang tầm dốc và phát triển cả thế giới. Và đây không phải một đường trung quốc mà chúng ta còn nhiều đường khác để phát. Thành ra khi mà cô chú phát triển, mình nhớ là chúng ta phát triển cái giống hormone. Và chính chỗ mà không nắm bắt được những cái kỹ thuật và chăm sóc thì còn nữa là dẫn tư không ban hàm được những chất lượng nào của sản phẩm tốt, những sản phẩm nào để phục vụ cho cây trồng, những sản phẩm nào để cho cây trồng phát triển, thì đây là cái bất lợi cho quý cô chú nên mới có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cho tôi nói xong nhé, cái sản phẩm mà cung cấp cho cây trồng chúng ta nó dựa trên khái niệm sơ đẳng. Cụ thể thì cô nhớ là mua hữu cơ, thì cô chú nhớ là hữu cơ không phải cho cây ăn, hay là cô chú mua phân thì cô chú nói là phân chỉ cho cây ăn. Nhưng mà trên đó là một phần muốn cây ăn thì phải cái gì cho cây ăn, chứ không phải là mua phân gì là cây ăn gì đâu. Đây là những khái niệm mà không nói chuyện ngày hôm nay, nhưng có được cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để khắc phục cho phát triển, đồng thời góp phần vào sự tiến của hợp tác xã Xuân Hòa phát triển cây hồ tiêu thứ ba. Thì tôi đại diện cho tất cả các công ty có hiện diện ở đây, ví dụ như là công ty chúng ta thấy chỗ bông này á, còn này tân nhìn trên nét nó thì đây là con hữu cơ Úc. Hai cái anh này á là đây là cái anh Úc hữu cơ Úc. Còn bên đây á, cho tôi giải thích, đây là cái đóng bao chỗ bao, đây là đại diện cho hữu cơ của nước Đức. Nước Đức nha, đây là hữu cơ của Đức, còn đây là hữu cơ của Úc. Chỉ có hai anh dưới giữa là hữu cơ của Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam nha. Thì tất cả những dòng hữu cơ chúng ta mang cho nông dân chúng ta phải hiểu là hữu cơ không nhất thiết là hàng nhập, cũng không nhất thiết là cái hàng của trong nước. Nhưng ta chỉ hiểu cách rất đơn giản là hữu cơ nếu như nó nằm từ cái hình thức là sơ khai, là lục bình, là bèo hoa dâu, là phân bò, phân trâu, phân gà, phân heo, hoặc là rau rác bổ trang, thì cái hữu cơ này nếu đã được quay một cách thì nó chỉ có đảm bảo nhiệm vụ là giữ ẩm và tơ sớm lắm, hoàn toàn không còn ý nghĩa nào khác. Nên ta gọi hữu cơ này là hữu cơ đơn thuần. Còn cái hữu cơ mà nó có các chất để giúp hoạt động cái hiệu quả sinh học. Vậy cái hiệu quả sinh học là gì? Là giúp cho cây ra rễ. Cái chất nào để giúp cho cây ra rễ? Chúng ta phải hiểu chất gì để giúp cho cây ra rễ. Xin thưa là chất này là ô mít. Cái chất ô mít là chất giúp cho cây ra rễ. Thật ra trong hữu cơ mà có hiện diện ô mít, trong hữu cơ phân bò, phân trâu, phân gà, phân heo, vô rác bột ra, ta trộn thêm ô mít vô, thì cái phân này có nhiệm vụ sinh học. Nên cái hữu cơ này gọi là hữu cơ sinh học nha. Nhưng mà cây trồng muốn cho tấn công các mầm mống của bệnh, ví dụ như là bệnh xì mũ, ví dụ như là bệnh dạng lá khô rễ, ví dụ như bệnh khói khô rễ, ví dụ như như vậy, những cái dòng bệnh đang hiện diện và ầm ĩ tấn công trên đất ta, thì cái dòng con vi sinh đó, nó thải vô để làm gì? Đối kháng thì diệt cái con đó và ngăn ngừa phát triển bùng phát, là cho cây chậm phát triển, chậm ra rễ bị bệnh. Nên cái phân mà có hiện diện vi sinh trong đó được, nên cái dòng hữu cơ này được mệnh danh là phân hữu cơ vi sinh. Hầu như tất cả phân này đều có chữ là hữu cơ vi sinh, hữu cơ vi sinh, hữu cơ vi sinh. Thì ta phải mua sản phẩm đó, ta phải nhìn và chúng ta xác nhận được chất lượng của sản phẩm. Thì bữa nay là cái buổi mà chúng ta hỗ trợ cho tôi đại diện hầu như tất cả các anh em có mặt ngày hôm nay, đại diện cho tất cả các hãng có mặt để cung ứng và tư như các sản phẩm hiện diện của nói chuyện hôm nay, để đồng thời đáp lời sự phát triển hàng hơi cho hợp tác xã chúng ta phát triển.
thứ gì góc độ phát triển gì nghệ thuật, thứ gì góc độ chúng ta biết sử dụng hành chức nghiệp tư nông nghiệp một cách chính xác, cách chuẩn để giúp cho cây trồng phát triển tốt đó, thì thúc được công trình phát triển này. Đại diện cho đại lý anh Nguyễn Nhật Phước là nhà môi lớn có tầm giống rất là lớn, bao tiêu hầu như tất cả những sản phẩm đã hiện diện có mặt hôm nay, thì cho chúng tôi nói mạnh dạn là hùng hồn như thế này là sự bình tĩnh để chọn lọc những sản phẩm tốt để nó phục vụ cho chúng ta. Và những sản phẩm này hầu như tất cả đều có cái ưu lợi và nó cũng có cái nhược lợi. Cái ưu lợi như nào là đến tay trực tiếp với cô chú, mang lại lợi nhuận cao đồng thời chất lượng đảm bảo. Nhưng mà cái nhược là do như thế này là chúng ta chưa nắm bắt một cách tiền để phương pháp sử dụng, hầu như tất cả các sản phẩm để cho nó phát huy được cái